bọ này thì nó lại được tiền của cô chú ủng hộ thì thôi cũng làm cho chị, cho chị. Ủa cái lỗ tai con làm gì hơn? Đâu con ấy xuống đây, quay lại đây. Đâu làm cho chú coi ơi. Ăn được. Cái gì? Nếu mà để nguyên á thì con ăn được chứ cái cỡ nào con ăn. Để nguyên sao nó chết. Nhiều khi có 3 lần rồi. 3 lần hả? Thấy được mẹ Quan Âm luôn hả? Mẹ Quan Âm nói gì con? Lần nào con thấy là con muốn giật mình đi. Đây. Dạ Mười Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Mười Hồ đang có mặt tại thị thành phố Gạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Ngày hôm nay Mười Hồ có một chuyến về đây và sẽ ghé thăm lại hoàn cảnh của gà anh Thủy, một người đàn ông gà trống nuôi 3 người con ăn học. Và cái câu chuyện của anh đã lấy đi rất là nhiều nước mắt của tất cả mọi người, những người xem kênh và những người trong cuộc như là Mười Hồ. Và cuộc sống của anh bây giờ hiện nay như thế nào? Mời cô bác quý anh chị cùng theo Mười Hồ để tìm hiểu về cuộc sống của anh sau khi được mọi người cùng ngày hôm nay thì đến buổi chiều như thế này thì mới có đầy đủ gia đình của mình ở nhà trong những ngày thứ hai như thế này. Dạ. Xin chào mấy con nha. Chào. Rồi ngồi đi con. Ngồi đi Hào. Mới học giờ chưa tắm luôn hả? Dạ. Hôm ngày mà quên cái chỗ ngủ của mình mất tiêu nè. Ở đây là ai ngủ? Hào. Hào ngủ chỗ này hả? Còn chỗ này? Lý. Cầm. Cầm. Tên Hằng đi, kêu cơ hai. Hằng. Hào. Hân. Rồi bên đó. À. Hằng với thằng Hưng chung nệm không? Cha với thằng Hưng. Sao hôm nay gặp Hưng vui rồi kìa. Cái cuộc sống của mình, gia đình mình dạo này sao anh? Nói chung là cũng ổn hơn lúc trước nhiều. Dạ. Thì nghe nói cũng được cô chú hỗ trợ, cô chú điện em khá là nhiều. Em nói vô cái thời gian của em nó cũng gặp quá mà xa, em không có cái thời gian để mà em đi xuống thăm gia đình của mình, nên em cũng chuyển một số điện thoại của cô chú á. Em có nhận được không? Có, từ hồi lúc mà qua Tết tới giờ cũng có chừng mấy người. Mười mấy người hả? Thì người ta cũng cho, cũng có 500 có, 300 có. Từ cuối lòng nhiều người ta thấy thương, tại vì hiện nay là trong nước mình, chứ ngoài thì hồi lúc trong Tết thì người ta đã giúp mình vậy rồi. Dạ. Nghe nói mộ của chị sắp làm đà, sắp dán gạch lại chừng ngày mai nè. Ngày mai hả? Ờ. Ủa, ngày mai dán gạch lại hả? Ngày mai mùng 2. À. Đầu tháng luôn là mình mới làm được. Đấy, chưa vô thanh minh mình đâu có dán được. Đó là ai hỗ trợ anh? Thì bây giờ là dư tiền ra mình bỏ vô mình làm chứ đâu có. Dạ. Bây giờ mình phải lo cho vợ mình cái mộ nữa đi, rồi tới đâu có hay tới sáng đó. Sáng nay là anh ra cúng kiến xong rồi cho thả lại. Đúng rồi, ngày mai sáng ngày mai. Ừ. Các bé có đi không hay mình anh? Không, cái này đi học hết rồi. Ờ. Không có để cho nó bỏ học ngày nào đâu, mình đi lên trển thôi. Xa không anh? 2 mấy cây á. Được. Ờ. Ngay số 6 gặp bà ke đó. Ờ. Về đường Long Xuyên á. Chạy nó 26-27 cây á. Em ơi, đi xe gắn máy hả? Đi xe khách? Đi xe đò, đi taxi, đi xe buýt. Xe buýt ha. Đây đó nhiêu tiền anh thấy? Xe buýt thì rẻ rẻ à. Xe buýt đi khoảng 3 mấy ngàn à. Còn đi taxi nhiều lắm, mấy còn mình ngàn á. Mình thuê cho người ta làm cái mộ dán gạch cho chị là bao nhiêu? Bữa hổm thì mình tính là dạ, làm sơ bộ là người ta tính 5 triệu. Yeah. Là người ta nói cũng hồi đó cũng khổ, nghèo. Thì trên đó người ta cũng thừa biết rồi. Trên chỗ chôn chị á, dạ. Người ta cũng thừa biết rồi, cái sao cái anh nó bây giờ lỡ rồi thì phải dán ở khúc này đừng cho cỏ nó lên. Ừ. Chứ dán ở trên không thì cũng nó cũng vậy thôi, cỏ mọc nữa. Thì người ta nói thôi bây giờ là trước sau tôi cũng làm phước luôn, là lấy 7 triệu trước là lãnh 5 triệu rồi anh cũng dán ở dưới nữa thì thôi kệ đi, rồi 7 mình như anh dán được mà mình không có đồ nghề. Từ ta mua hết luôn ha, bao hết luôn á. À, bao hết. Chọn gói luôn. Thường là cũng tầm giá đó hả nè, ở trên mình không, nếu mà em làm nguyên cái mộ mà xây với dán gạch luôn á. Ừ. Là tầm có khoảng 15 triệu. Ừ. Là mộ bia của mình đó đặt đó. Ừ. Cái này mộ lớn không à? Cái này à, mà nó cao thì làm thì cái giá tương đối nó rẻ mà không? Nó cao lắm, cao ha. Cao, mộ nó lên cao, xây cái chân là từ dưới đất lên là thấp hơn cái bàn thờ một chút xíu. Yeah. Ta xây chống nước luôn rồi. Thì là bắt đầu sáng mai anh đi xuống dưới. Đúng rồi, sáng mai anh cúng rồi ta mới cho người ta đụng vô cái mộ được. Dạ. Nhưng mà thường thường em nhớ là đúng cái ngày thanh minh người ta mới làm. Không, trong tháng thanh minh, vô tháng thanh minh là mình làm được rồi. Không phải cần cái ngày. 12. Ngày mai là tháng 2 hả? Ngày mai là mùng 2 tháng 2 luôn. Là tháng thanh minh luôn hả? Vô tháng thanh minh luôn. À.
Thì thôi bây giờ mình cũng chiết ra tiền mình còn dư đó, đó. Mình chiết ra mình làm đi chứ. Thì con cái cũng có đồ mới thì anh cũng có nó sự ấm cúng hơn. Cái căn trọ này thì nó lại được tiền của cô chú ủng hộ thì thôi cũng làm cho chị cho. Chị... Ủa cái lỗ tai con làm gì hơn? Đâu con ấy xuống ai quay lại ơi. Đâu làm cho chú coi ơi. Con mới đâu đâu. Lạ hả? Ủa nhưng nhét vô làm chi vậy? Hả? Chơi. Lỗ tai nhỏ trời. Ủa sao con nhỏ mà lỗ tai con to vậy? Ờ, đẹp trai dữ trời. Nay đi học vui không? Cũng vui. Chú Hồ nghe nói rằng là ba của con là coi con trước đây sau này con có thể con đi tu hơn. Không biết nữa. Anh thầy, con là anh thầy. Người ta nói nó có căn rồi đó. Người ta nói hả? Lúc 4 tuổi mấy á. À. Người ta coi trái tay nó là người ta nói bé này có căn dữ lắm luôn á. Lúc là đang sống quắc á. Ờ, cái ông đó tự nhiên cũng nhìn nó nói là bé này là sau này nó có căng mà bớt cho nó đi bớt đừng cho nó đi chùa nhiều quá là nó sẽ bỏ anh chị. Vậy hả? Nó sẽ có căng á. Ờ. Là tự lúc đó 4 tuổi mấy tự động ta nói luôn hả? Ừ, thì cái ông đi chung với mình vậy đó. Ta lại người ta gờ nó nè, người ta nói mày có căng á. Ờ. Nếu mà đi chùa nhiều là nó sẽ bỏ cha mẹ. Nó bỏ cha luôn. Thấy những cái Rồi Hưng rồi có thường đi chùa không? Dữ. Sao vậy? Ba con nói cho đi. Con thích đi không? Sao vậy? Nghe ba nói cũng đi. Ba con nói sao con không đi? Ở trong chùa con biết có gì không? Hả? Tại không chưa ít đi. Vậy hả? Sao không đi? Không, ba không cho đi không đi luôn. Ba nói không đi. Ba nói sao? Ba nói sao? Thì nãy chú bộ hộ. Cha con nói chú bộ hộ đó. À. Xong con muốn đi. Nhưng mà ở trong cái lòng của con là con có muốn đi không? Không. Không hả? Thêm thông tin đó là chú Bùi Hồ nghe nói là con học rất là giỏi. Dạ. Có không anh Thư? Có. Sao? Nói cho chú Hồ nghe. Nghe nói thi đậu gì mới đậu cấp tỉnh vậy luôn hả? Nó mới ra vòng đó. Là sao thi gì? Toàn thành phố luôn. Olympic. Olympic toán cái gì? Thi dạy trường có ba. Hả? Trong lớp 3 thì là khá thường là nó đứng giải đầu nhất. Thi lớp 3 thì trong tất cả toàn thành phố là con đứng hạng nhất luôn hả? Dạ. À, còn chừng nào đi cấp tỉnh? Nó mới lên hôm qua luôn đó. Cấp tỉnh là ngày 22 thì thi rồi. Ngày 22 là lên thi rồi. Môn toán ha. Dạ. Ồ, dữ vậy. Toàn thành phố là con hạng nhất luôn, có đi học thi không vậy? Không thi đâu. Ở trời ơi, dữ trời. Đi lên là luyện, là lên nhà thầy luyện, là tới ngày đi thi là đi thi thôi. Con nói tiếng Anh đồ giỏi không hơn? Cô giỏi nhất môn gì? Môn toán. Môn toán hả? Nếu như mà cô chú mà đưa con đi học ở Sài Gòn, học ở trường chuyên thì con chịu bỏ ba mẹ con đi không? Bỏ ba con đi không? Ừ. Sao vậy? Đi nhớ ba con. Đi nhớ ba con hả? Thì con đi sau này con học để con đổi đời giúp ba con chứ. Ừ. Ba con nhẹ lo nữa. Ừ. Sao không chịu? Không đi. Không đi hả? Ôi sao ngồi ngộ quá? À? Sao Hưng ngồi ngộ vậy? Cô chú anh chị thấy cái tướng của Hưng ngồi kìa. Khác hai anh hoàn toàn không? Nè hai anh ngồi chéo nè. Con ngồi chia thích ngồi vậy hả Hưng? Dạ. Hả? Con thích ngồi kiểu này hay sao? Ngồi nào giờ vậy đó. Tại mập quá quá. Con có thích đan hai cái giò vào nhau không? Có hả? Nhưng mà ngồi gì nó đỡ mỏi. Con thích ngồi kiểu này từ nhỏ hay sao? Đạt biết kiểu này không? Đạt chắc không biết đâu. Cô chú anh chị có biết thì cô chú anh chị có thể bình luận. Tại không có nói trước mặt Hưng được. Cái mọi thứ là do duyên tự đến. Anh nói là cái do duyên đó. Nhưng mà chú hỏi con là con có thích ăn chay không? Có. Có hả? Tại sao? Tại vì con mua đồ chay rồi ăn rồi. Cho nên giờ có quen ăn đồ chay á. Dạ. Nhưng mà con tại sao con lại thích ăn chay mà con không thích ăn thịt cá? Ví dụ như tôm nè, mực nè. Sao ta? Dạ cũng có thích ăn. Thích hả? Dạ. Nhưng mà con thích giết con nhặt để con ăn không? Cũng lâu lâu thì có con ăn chứ không có con. Nhưng mà ăn. Con thích cầm dao con giết nó không? Ừ. Sao vậy? Không nhớ
tội. Cái gì? Tội nó cầm dao mình giết nó. Ví dụ như con thấy người ta cầm dao người ta cắt cổ con gà đó, rồi con người ta giết gà cho con làm thịt ăn, con ăn không? Ừ? Nếu mà cắt cổ nó thì con nguyên, để nguyên thì con ăn được. Cái gì? Nếu mà để nguyên á thì con ăn được, chứ cắt cổ nó con không ăn. Để nguyên sao nó chết? Không, mình lại làm ấy mấy cái kia ra mình... Giống như mình... Người ta làm kiểu sẵn, người ta làm sẵn vậy hả? Về con nấu ăn thôi ha. Chứ con thấy người ta cắt cổ rồi còn không ăn. Lý do? Nếu mà người ta làm ở mình ngay trước mặt con không ăn. Ngay trước mặt con không ăn hả? Còn nếu mà làm ở đâu rồi con không thấy thì con cũng bình thường. Ồ, không thấy thì vẫn ăn bình thường ha. Vì sao con không thấy con vật đó, ví dụ như con lại chỗ đó thì người ta viết, người ta nói ô bữa nay nhà ba của Hưng với lại Hưng lại chơi bằng con gà ăn thịt thì sao? Không biết nói. cũng chưa có cảm nhận, nhìn khôi ngô túng tú ghê á. Nói chung á là hai thằng này, thằng này, thằng này thích ăn chay nhiều hơn. Ai? Hảo hả? Con thích ăn chay luôn hả? Hả? Nhiều thịt cá bây giờ là Hà muốn chán à. Thịt cá không muốn ăn hả? Con thích đi chùa gì không? Dạ, nếu có người đi chung con mới đi. Tại sao không thích ăn thịt cá ta? Thịt cá ngon mà. Con không ăn hả? Con thường thích ăn gì nhất? Ăn sườn non. Sườn non. Sườn non với gì nữa? Dồn với cái gì mà liên quan đồ chai con ăn. Cha mẹ, ba con cho con ăn nguyên năm con ăn không? Dạ. Cha, nếu mà con hả? Dạ, con có rồi, khỏi ăn mặn. Dạ. Chịu luôn. Ồ dạ. Trời ơi, cái cảnh gà chống nuôi con mà con mình nó lại ngoan gì nữa. Thôi cũng nó ăn gửi phần nào chứ ha anh Thuy. Như nói thì để cho bà con Mạnh Thường Quân sáng lại hỏi mấy con ăn gì thì nhất là nó nói sao cho mua bún chai con ăn. Thiền Hưng nó nói thôi mua bún chai cho con ăn luôn đi. Còn thằng này nó ngủ tới trưa lận, thức gì thì có gì ăn nấy. Đó, mình chừa sẵn cho nó, thích thì ra tép không chứ không để cá nha, để cá là không ăn luôn nha. Đó, riêng biệt luôn nữa. Còn hai này thì sáng nó thức sớm nó đi học, hỏi con ăn cái gì thì nó thôi mua bún chai cho con, là mua hai hộp bún chai hai anh em ăn xong rồi đi. Còn bữa nào Hưng đi sớm lên mở cửa thì Hưng tự lên trường ăn, còn Hào thì ở nhà. Ô, sao em nhìn cái cảm giác Hưng có cái cảm giác gì lạ lắm, khuôn mặt khôi ngô tứng tú mà đẹp ngộ lắm, đã có thấy gì không? Chứ sau này thành danh rồi, sau này thích lớn lên làm gì Hưng? Con không biết. Hả? Có nghề gì thì con cũng làm nghề đó. Hả? Có nghề gì thì con làm nghề đó. Ví dụ con lớn lên là con thích làm nghề gì? Có nghề gì con làm nghề đó, chứ con cũng không biết tay gì. Thì mới mốt mình đâu có biết làm gì đâu, cho nên mình ước mơ. Nhưng mà mình phải có ước mơ mình mới thực hiện được ước mơ chứ. Không có ước mơ. Hả? Mốt có làm, mốt có việc gì thì con làm, chắc con không có ước mơ. Còn không có ước mơ? Ừ. Thiệt chắc không? Con thích làm bác sĩ không? Ừ. Có việc gì thì con làm việc đó. Vì sao lại suy nghĩ một cách đơn giản như vậy? Tại vì mốt lớn cũng có biết làm việc gì thôi. Lỡ không có ai nhận thì sao làm? Ủa mà chú Hồ hỏi là ví dụ con học thành tài nè, con học thành tài thì con bắt buộc con ra khỏi trường thì con phải lựa chọn một cái ngành nào đó nó phù hợp với con. Ví dụ như từ nhỏ con đã thấy người ta cứu người bằng cách là người ta cứu những rất là nhiều người lâm cảnh bệnh nặng nè. Hoặc là người ta sẽ thích làm một kỹ sư để chế tạo ra những cái thiết bị máy móc. Thì nguyên bản thân con cũng phải có một cái dự tính gì chứ, hay là tuổi con quá nhỏ để con dự tính? Dạ, tuổi con cũng quá nhỏ cho nên con cũng suy nghĩ gì, mà con cũng thích làm toán rồi mấy kia con cũng không thích nữa, cho nên con không biết lựa như vậy. Chú Bùi Hồ hỏi thật ha, từ khi mà mẹ mất đến giờ con có nằm mơ thấy mẹ không? Dạ, cũng có một hai lần rồi, xong giờ nghĩ thấy luôn. Lúc đó thấy con mẹ nói gì?
Con thấy cái lần tỉnh giấc rồi đâu, mẹ nói kịp nói gì. Con thấy cái con tỉnh giấc này hả? Dạ. Lúc tỉnh giấc mình có khóc không? Có. Có hả? Bây giờ lâu chưa? Thấy lâu chưa? Cũng lâu rồi. Từ lúc mẹ mới vừa mất là con nằm ngủ là con thấy rồi. Mà con cũng không nói với ba con. Sao vậy? Tại con gửi thì con giúp mẹ con rồi. Con tưởng mẹ sống là thật đó. Con tưởng mẹ sống còn được ngoài đời hả? Dạ. Từ trước giờ con có khi nào con thấy được mẹ Quan Âm không? Dạ, có 3 lần rồi. 3 lần hả? Thấy được mẹ Quan Âm luôn hả? Dạ. Mẹ Quan Âm nói gì con? Lần nào con thấy là con giật mình đi. Thấy sao? Con thấy mẹ Quan Âm đang ngồi mà đang ngồi xếp bằng mà đang tụng kinh á. Đang ngồi xếp bằng tụng kinh hả? Dạ. Ở đâu? Ở trên trời á, con thấy đang ngồi lên mấy đám mây á. Đang ngồi lên mấy đám mây hả? Lâu chưa? Dạ, cũng lúc mẹ vừa mất luôn. Mẹ con vừa mất luôn hả? Là con thấy được mẹ Quan Âm luôn. Hình tướng của mẹ Quan Âm như thế nào? Dạ, cũng ốm ốm mà ngồi mà đang ngồi tu á, mà chỉ có mặc cái áo màu xanh xanh á. Ừ. Xong giờ tỉnh giấc luôn, nhìn được như đó là tỉnh giấc. Có hào quang sáng gì không? Có luôn, có cái hào quang sáng nó chiếu dọi vô á. Chiếu dọi vô con luôn á hả? Dạ. Chiếu dọi vô con lâu không? Ừ, lúc đó con tỉnh giấc rồi con cũng không biết. Con thấy 3 lần, lần mẹ Quan Âm ngồi, còn lần nào nữa không? Còn 2 lần kia là cũng giống như lần 1 luôn. Rồi con tỉnh giấc tại con giật mình á. Mà lúc đó lần nào là cũng 1-2 giờ chứ. 1-2 giờ thôi á hả? Dạ. Rồi mẹ có nói gì con không? Chỉ thấy ngồi tụng kinh vậy thôi. Dạ không. Ngồi vậy đó con nhìn vô xong giật mình là lần nào cũng vậy luôn. Con sợ hay là con cảm thấy con cảm thấy sợ hay là con cảm thấy là nó lạ? Nó lạ xong con mới giật mình nha. Dạ. Lúc giật mình ra thì trong cái tư tưởng của con có nghĩ gì không? Con nghĩ là sao mình nằm mơ mà mình thấy mẹ Quan Âm nha con. Con nói gì đó mà con cũng không biết nữa. Từ trước giờ ba của con không cho con đi chùa. Không được dẫn, chứ không phải là không cho. Chưa có thời gian, ba chưa có thời gian để dẫn con đi chùa. Vậy thì con đâu có biết mẹ Quan Âm ra sao đâu mà con thấy. Mà hồi xưa mẹ con cứ chở con đi, con có thấy rồi. Mẹ con chở con đi ha. Dạ. Con có thấy Phật tổ gì không hay chỉ thấy mẹ Quan Âm thôi? Có. Có luôn hả? Lỗ tai Phật nó dài lắm. Nó dài mà nó tới cái dài. Lỗ tai Phật á hả? Ôi trời. Có Phật mà kia nó dài. Mà sao mà con có thường coi phim về Tây Du Ký đâu không mà con lại biết như vậy? Không. Con không coi Tây Du Ký. Mà trong giấc mơ con thấy lỗ tai Phật dài tới dài luôn. Ừ. Rồi con có nói gì với Phật không? Con cũng giống lần nào như con giật mình quá rồi lại con thấy lạ á. Dạ. Chứ con không nói gì được. Thì mẹ nó còn sống mà mẹ lấy nó đi chùa nhiều lắm anh. Dạ hả? Cho chú Bùi Hồ với lại chú Đạt cho coi xem cái lỗ tai con cái ha. Cái lỗ tai của bé Hưng á thì rất là to luôn cô bác anh chị. Rất là to luôn và trái tai thì rất là thòng. Nó không giống như trái tai của tất cả các bạn khác cũng như các anh của mình hay anh thấy. Ở dưới này vuông luôn nè. Nó như ở đây bé Hào nè, lỗ tai thì rất là nhỏ. Của anh Hưng thì cũng Hưng thì cũng dành tai cũng còn chỉ có bé Hưng là đặc biệt khác thôi à. Ăn cái tay vuông ra luôn bằng ở dính luôn. Ví dụ như mà cái chú hướng dẫn con đi chùa con đi không? Hả? Không. Không hả? Lúc mà mẹ còn sống thì mẹ nó dắt đi nhiều hơn anh. Như thấy đúng là mẹ Quan Âm có, mẹ Nam Hải có. Như vô thấy nó thấy Phật tổ là đúng rồi, không ngồi bằng trướng đó. Không mà ngồi thuốc ở trên đó, mà lỗ tai tới da kìa. Ở đâu? Ở đảo Phú Quốc, Phú Quốc. À, lúc đó chị còn mạnh, lúc đó là chở mấy mẹ con nhỏ nhỏ mà chứ đâu có lớn gì. Em nghe nói Hăng cũng đang học chữ ha. Đang đi đó. Học buổi tối hay sao? Học chữ nổi. Lấy tập cho. Mỗi một chi phí là cho Hăng là học bao nhiêu tiền? Đi học bao lâu rồi anh thầy? Được 10 mấy ngày rồi.
Thì nói chung là cô giáo đồng ý hết rồi. Đây là học, đây học được 10 điểm là đó. Cái đó là chữ của chữ cô ghép á, không cái này có cô viết. Cô viết. Đây này nó viết nè. À hăng cả bài á ha. À, không tập viết đó, đó đây. Cũng hay ha. Ồ. Phát âm ra tiếng không anh thầy? Nó chỉ cô dạy nó cô... là nó ấy thôi. Dạ. Vui chưa? Vui lắm. Vui, được, vui được đi học vui mà. Đây là tập của nó không đó, là đi học về là phải đưa trình cho anh. Ừ. Chữ đẹp mà. Đó, phải trình ra mới được, không trình là không được đó. Ừ. Đó. Mới biết đi học mà vẽ gì đó, từng giờ chưa biết luôn. Ờ. Từng hăng học mấy ngày anh thầy? Thì tới thứ sáu cũng nghỉ giống nhau, học hết ngày thứ sáu cũng bảy nghỉ. Con cho chú Bùi Hồ mượn cái tập toán coi. Cái vở con biết á, con vở con ôn luyện thi á. Không có, đó bỏ trên toàn bộ học trên máy hết. À, học trên máy hết. Thi trên máy hết. Học máy tính hết. Đúng. Ừ. Dạ không? Hả? Con biết những thi thì cũng nhờ thầy. Con thi được mấy điểm? 2800 mấy điểm. 2870. Sao cũng nhờ thầy chỉ con hả? Ở trong lớp con là con học nhất luôn hả Hưng? Con không biết. Khiêm tốn ha. Nghe chú Bùi Hồ hỏi thật nè. Nếu như mà cái một cái ngôi chùa nào hay một cô nào nhận con làm con nuôi thì cho con đi học luôn, đỡ gánh nặng cho ba con, thì con có chịu không? Con có ba con. Hả? Con chỉ có ba con. Con chỉ có ba con hả? Đỡ gánh nặng cho ba còn nhẹ hơn cho hai anh nữa. Sao mỗi lần nhắc là chú Hồi Hồ nhắc là khóc, có chú Hồi Hồ có làm cho Hưng buồn không? Không muốn xa ba phải không? Chỉ muốn ở bên ba thôi. Chú Hồi Hồ rất là ấn tượng với con với một câu mà chú Hồi Hồ không ngờ tới. Lần đầu tiên mà chú Hồi Hồ với lại chú Đạt đến đây, chú hỏi tại sao con khóc, thì con trả lời với chú á, con khóc vì các chú đến đây là nhà con được giúp đỡ. Nhớ không? Dạ nhớ. Ngày hôm nay nhà con đã được giúp đỡ chưa? Được. Ừ. Con đã được giúp đỡ và ba con và mọi người, cô chú anh chị đã chung tay với nhau. Thì sau này dự định con sẽ làm gì để có thể mà trả lại những cái sự giúp đỡ của mọi người? Con muốn con làm gì luôn, trả ơn mọi người. Nó lớn rồi. Nếu mỗi mốt con có làm gì được, được thì con chỉ gặp cô chú đó, con trả ơn mọi người. Trả ơn bằng cách nào? Bằng tiền bạc hay là bằng cái gì? Con không biết nữa. Nếu mỗi mốt có cái gì thì con... Có cái gì trả ơn cái đó ha? Ừ. Mấy ngày nay thì ba có còn đi làm nhiều nữa không? Dạ. Có dành thời gian cho con không? Dạ có. Có hả? Thứ bảy chủ nhật là nghỉ là chở anh em đi chơi. Chị mất là 2 năm hơn. Tháng 2 này nữa là... Tháng 2 này là 2... gần 3 năm rồi. 3 năm gì là... 3 năm nhưng mà hai cái Tết xưa á, nó không được trọn vẹn như cái Tết vừa rồi mà con đã từng đón với lại ba của mình. Ba của con đã có dẫn con đi công viên, dẫn con đi ăn những món ăn ngon và chơi những món đồ chơi con thích. Thì con thấy xã hội này nó còn nhiều người tốt không? Dạ có. Nhiều cậu cũng có rất nhiều người tốt để giúp đỡ gia đình con. Cũng có nhiều cô chú cũng tốt nữa. Người ta cũng không có thấy thôi. Ở trên thế giới này ai cũng tốt thôi. Nếu như chú Bùi Hồ và các chú cũng mọi người không, chú Bùi Hồ không xuống thì lúc đó con có hụt hẫng gì không Hưng? Dạ. Chú xuống thì chú xuống, chú không xuống thì thôi. Dạ. Có đêm nào trước đây khi mà những cái Tết trước đây có khi nào con nằm chi ngủ mà con thấy ba con tự chảy nước mắt ở trên gối không? Dạ. Vì không có tiền lo cho tụi con ăn Tết á. Con cũng nặng thấy rồi. Nặng trong bao.
nằm trên bao, con thấy sao? Bận tới lúc đó cha anh đang nằm khóc mà mấy anh em con ngủ hết rồi. Mấy anh em con ngủ hết trơn. Cuối cùng nó là khoảng là 12 giờ tối. Lúc đó con đang nằm mơ. Sao con thấy ba con khóc rồi con nằm nằm nhắm mắt lên có con giật mình thấy lúc là 12 giờ đó nãy con nói. Lỡ thấy ba con còn đang ngủ thôi. Xong mà con nghĩ là sao con nằm mơ mà nghĩ mà không thấy ba mình nằm khóc. Thì con muốn nói là chuyện thì lúc đó con có quay ngang con nhìn thấy ba con khóc không? Có. Thấy luôn hả? Thì con lúc đó con mới nhắm mắt lại, con tỉnh giấc là lúc 12 giờ. À, lúc đó thì con thấy ba con nằm tự khóc luôn. Mà lúc đó ba con nằm ngủ rồi. Mà con hỏi là kỳ sao con nằm trên ba mà con thấy ba con khóc rồi. Con hỏi kỳ. Con hỏi tại sao kỳ vậy hả? Nói chung tự nhủ nhiều khi anh khóc rồi hai đứa này tự thấy nó phải không thấy mình thắng còn thẳng con mình vậy là nằm tự khóc và hai này là tự khóc đợi hết chỉ có thằng Hưng nó thằng Hào nó lớn nó sẽ hiểu được nó cầm được thôi hai này mà thấy anh khóc là hai này đều khóc theo hết nhưng mà em thấy Hưng là nó đang cảm động cảm nặng nặng tình nặng về thiên về tình cảm sống nội tâm nhiều đúng không? Nên thành thử mỗi khi mà nhắc đến cái câu chuyện gì đó là Hân đều luôn tuổi chảy nước mắt. Có bao giờ từ con ước mơ mình được ăn một cái món gì ngon nhất không? Con có tại gia không có rồi tôi. Con cũng có tiền thì ăn không có rồi. Ngày hôm nay chú Hồ chỉ muốn nói những cái câu chuyện cho nó vui vui thăm mình lại cuộc sống của ba mình như thế nào mà chú Hồ lại cảm nhận được rằng nước mắt của con đang ứ lại ứ đang chảy xuống đang ứ lệ thì con, chú Hồ không biết là con cảm thấy vì sao con lại muốn chảy nước mắt như vậy có lẽ là vì con buồn con nhớ mẹ hay là vì con tuổi cho số phận của mình hay là mình cảm thấy mình thương ba mình hay là cái hoàn cảnh của các anh em mình nó lại quá cực khổ so với mọi người. Con thấy ba con khổ con hồi xưa là tính ra là con ba con khổ quá con mới dạy cho chú giúp đỡ chứ nếu mà gia đình con không khổ rồi con cũng không dạy cho chú tại vì con thấy ba con làm nhắn đầu khổ rồi con thấy ba con khổ con mới dạy cầu cứu chú cái giỗ của chị là tháng mấy vậy anh Thử? Mùng 9. Cái năm rồi giỗ năm rồi là cũng khó khăn anh cúng đâu có cúng được đâu nấu ở nhà nấu được chắc. Ngày mai anh đòi đi xe buýt xuống hả? Đúng rồi, ngày mai em đi là thẳng vô đó luôn. Tới đó bắt đầu là lộ bộ vô. Xa không anh? Chùa rồi đó. Thì lộ vô hết cái chùa đó. Cho tụi em đi theo em chờ tụi em chở anh. Ngày mai đi có gì rồi mấy giờ ấy rồi anh đi chung. Tụi em sẽ chở cho anh đi xuống dưới cho anh để tụi em có thể giếng được cái phần mộ của chị luôn. Cũng được tại vì sáng là anh tính khoảng 8 giờ anh đi hả? 8 giờ anh đi thì tụi em sẽ đi chung luôn hay là ha vậy là tối nay ngủ ở sỏi tối nay em ngủ ở đây. Ngày nay mấy cha con nấu cơm ăn với gì á? Chiều nấu cơm hết thịt kho rồi cho em coi bé Hưng đứng lên đây ơi. Nó thịt kho với trứng cút đó. Nay ăn mì cay. Nay ăn mì cay hả? Dạ. Thèm phải gì? Dạ. Gói mì này nhiêu? 14.000. 14.000. Rồi cơm đâu? Cơm dưới này. Cơm dưới này. Nếu mà ăn cơm thì ăn. Ăn cơm thì ăn, bạn nào ăn mì cay thì ăn. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi kho hột vịt. Đây là thịt kho lâu chưa? Mới qua. Mới qua. Thịt kho ăn 2 ngày. Rồi lát nữa anh đi làm hả? Vậy là chút xíu nữa là anh lại đi làm. Đúng rồi. Ba thì làm mì xong hết trơn là bắt đầu là cho mấy nó ăn rồi là anh đi rồi. Vậy hả? Dạ. Anh đi làm đến mấy giờ anh Thuy? 10 giờ. 10 giờ các bé như thế nào? Thì có anh em nó tập trung ở nhà vậy nè, rồi chơi với nhau đi chứ 10 giờ anh về thôi.
Tụi nó đâu có đi đâu đâu mình sợ. Hôm nay đi sinh nhật bạn. Mày sinh nhật nó cho trả đi luôn. Chừng nào tí xíu nó con đi hả? Dạ. Sinh nhật bạn thì con đi gì? Đi ba con đi chở thì. Nhưng mà con đi quà gì á? Đi ăn xong rồi ra trung tâm thương mại chơi. Ý là chú Hồ có mua. Mình mua quà gì tặng quà sinh nhật á? Con biết nó không có tiền đi. Người ta mời sinh nhật thì mình phải có tiền chứ. Sao giờ? Con định đúng giờ mà không có tiền. Có khi nào đi sinh nhật thấy với các bạn gì rồi cái tự nhiên cái mình thấy mình không có tiền cái mình thấy buồn buồn không ta? Hả? Không biết mua gì đâu. Không biết mua gì hả? Nào chưa hỏi. Không biết mua gì. Không biết mua gì hả Hân? Nó mua con mua xe điều khiển mà con không có tiền mua. Mua xe điều khiển tặng bạn hả? Mà mình không có tiền mua. Xe điều khiển nó nhiều tiền lắm đó. Mẹ không có tiền mua. Nhiêu tiền? Xe khoảng trăm mấy ngàn, 200 ngàn á. Xe mà để điều khiển pin á, nó chạy. Các bạn kia có tính mua gì chưa? Có mà tính mặc đồ mới đi không? Có. Chút con mới thay đồ. Đi đến mấy giờ mới về? Đi ra ngoài trung tâm thương mại chơi chắc 8 giờ, 9 giờ. Có thầy dẫn sao? Có thầy dẫn đi ha. Anh trả lời tới đó là giao cho thầy rồi là phụ trách nó luôn đó. Cũng có học, con ở trong lớp con có làm lớp trưởng gì không? Không. Lớp 1 là con làm lớp phó trực tự, rồi lớp 2 là làm lớp phó lao động, lớp 3 là tổ trưởng, mới lớp 4 cũng như. Rồi. Đấy. Lớp 3 là đang làm tổ trưởng, tổ trật tự luôn đó. Quản lý cha cũng làm trật tự mà con cũng làm trật tự luôn hả? Rồi thì hôm nay đến đây thăm gia đình của mình, tại vì em có dịp về lại cái vùng chỗ gạch, tìm người thân cho một người chị ở ngay chỗ gạch sỏi nè. Tìm xong rồi. Ở đâu vậy, khu nào vậy? Dạ, ở phường gạch sỏi luôn. Từ phường gạch sỏi mà ở khu phố máy nè. Ở đường Mai Thị Hồng Hạnh. Đây nè, đầu đường. Dạ. Mà lên trên này hay dưới này? Dạ, ngay chỗ Viettel á. Ngay chỗ trường Hoa Hồng á. Hoa Hồng là Hương Sen chứ? Hương Sen, dạ, gần đó đó. Trong Hương Sen là trong đường Cao Thắng á. Đúng không? Dạ, em cũng mới biết thôi, cũng tình cờ để ghé thăm. Khi đó nhà bạn con luôn á. Chỗ nhỏ lấy xe con đó. Tại tình cờ thì ghé thăm con luôn. Coi như các chú cũng có duyên với con nữa. Thì hôm nay đi đến đây thăm con. Chẳng tiện là đưa cái cô kia xuống đây thăm gia đình của mình. Thấy gia đình của mình sức khỏe với là con với là anh rồi cũng rất là ngoan. Thì các chú con nhớ cố gắng học hành để mà mai mốt thành một người tài giỏi để mà có thể là giúp đỡ cho các anh của mình cũng như ba của mình thoát khỏi những lúc khó khăn như thế này ha. Rồi ngày mai thì anh em mình sẽ em sẽ tụi em sẽ chở anh đi xuống đó. Đúng rồi, anh rồi ấy đi rồi 8 giờ có gì anh alo em cái là anh em mình đón ngay đầu đường nó cũng được. Dạ. Rồi chú chào con ha. Dạ. Con có muốn nói lời nào với cô chú không? Cảm ơn. Con cảm ơn cái con chú này tụi con. Dạ, cũng cảm ơn chú Bùi Hồ đã vô giúp đỡ tiền xây mộ cho mẹ con. Và các mẹ tụi con cũng giúp đỡ tiền xây mộ cho mẹ con. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chú Đạt.